Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video của ngày hôm nay mình hướng dẫn cho bạn là nhận cái đồng là token ở trên sàn Mỹ là cái đồng là FMC nhá Và đây là một cái sàn ấy nó khá là ngon đấy. Khi mà bạn đăng ký xong ấy, thì ngày trước nó cho mình là 10.000 và bây giờ thì khi bạn đăng ký xong nó cho mình là 1.000 và mỗi một ngày thì bạn vào bạn cờ nem thêm 1.000 nữa. Tức là mỗi một tháng ấy, một tháng thì các bạn sẽ là cờ nem khoảng độ là 30.000 thì tương đương với tương đương với giá hiện tại chắc nó tầm là 8 đô gì đấy nhé để mình check cho bạn này ví dụ đây cái giá mình để ra bán của nó nhé thì mình ghi đây là khoảng độ là 30.000 một ngày đi tức là mỗi một tháng thì các bạn nhận được là 30.000 cái đồng này thì tương đương với cái giá hiện tại nó là 0.00027 04 này thì nó tương đương với là 8.1 đô nhé và cái sàn này thì khi mà các bạn nhận được là nó không khóa tức là các bạn có bao nhiêu thì bạn bán bấy nhiêu nhé Thật ra thì cái cái sàn này bây giờ tức là khi mà người uh, tuyển Z ấy, không được gì nữa nên là ít người uh, cập nhật và chia sẻ lại cho các bạn vì là uh, trước đây thì uh, giới thiệu thì mỗi mỗi một lượt mà bạn giới thiệu được là 4.000 cái đồng f một c này nhưng mà bây giờ chỉ có người mới đăng ký là nó cho nó cho là một và khi các bạn vào điểm danh cứ sau 5 phút đấy là nó cho các bạn là uh, nhận ngẫu nhiên nhé. Cái sàn này là một cái sàn rất là uy tín ấy. Mình đã là kiếm cái đồng FMC mình rút về những cái ví của mình khá nhiều USD rồi đấy. Tức là mình sẽ bán sang cái đồng là USDT này và mình rút về những cái ví của mình nhá. Và để cờ nem cái đồng này thì các bạn để ý là cứ sau 5 phút các bạn sẽ đăng nhập vào cái sàn này. Nó có cái hộp quà nó hiện lên thì bạn sẽ là bấm lên một cái này. Nếu mà nó bị lỗi kiểu này thì bạn bấm vào xác nhận xong rồi các bạn sẽ là đổi những cái thanh và icon bên dưới này. Thế lại hiện lên các bạn bấm nhá. Thường thì có lúc nó sẽ bị lỗi vài lần đấy nếu mà lỗi thì các bạn bấm lại nhé Đó như vậy thì mình nhận được này Đôi khi không hiểu sao từ ngày trước bây giờ nó hay bị lỗi vậy Đó mình lại nhận nhé Và mỗi một lần các bạn sẽ nhận 5 lần Tương đương với 1, 2, 3, 4 à, 5 cái icon bên dưới này Thì các bạn đảo những cái icon này Thì các bạn nhận đủ là 5 lần nhé Và sau 5 phút đấy các bạn lại vào các bạn nhận tiếp nhé rồi như vậy mình đã nhận 3 lần rồi nhé. 3 hay là 4 lần. Đây mình nhận tiếp này. Đó mình nhận được là 12 cái đồng token này nhé. Và mỗi một... Đây lần này lần thứ 5 nhé. Như vậy thì các bạn để ý là cứ sau 5 phút thì mình vào mình sẽ nhận được 50 hộp quà và một ngày thì cho mình nhận mắc là 1.000 cái đồng token là FMC và một tháng thì tương đương với là các bạn sẽ nhận được là 30.000 nhá. 30.000 thì tương đương với là 8.1 đô ở cái giá mà mình đang làm video cho bạn nhá. Và như vậy cái sàn này thì bạn nào mà chưa tham gia đăng ký thì mình sẽ để cái video mà hướng dẫn đăng ký và cái video mà hướng dẫn cho bạn là xác minh danh tính tức là mình sẽ là KYC ở đây nhá. Thì bạn nào chưa tham gia thì bạn sẽ xem cái video đấy và các bạn sẽ là biết cách mà đăng ký và KYC. Và sau khi bạn KYC xong thì các bạn mới là vào điểm danh sau là 5 phút nhá. Tiếp theo thì trong cái thời gian mà chờ nó quay lại 5 phút mà mình điểm danh tiếp cho bạn xem thì mình sẽ là bán cái đồng là fmc này và mình sẽ là rút sang cái đồng là GDT về một cái sàn cho bạn xem. Và các bạn lưu ý cho mình ở trên cái sàn này thì cái đồng mà cái đồng mà pay n này, này là tức là nó là cái đồng mà chuyên làm phí gas thì uh, khi mà các bạn muốn rút uh, bất cứ một đồng quay nào trên này về ví hay về sàn của bạn thì nó phải tính là 10 cái đồng là pay n này nhá thì uh, tương đương với mình đang có là đang có là 90 đồng nhá tức là 10 đồng là phí nhá uh, 90 đồng mình đang có là tầm độ là 8.52 đô Rồi như vậy thì uh, mình sẽ là bán cái đồng là FMC cho bạn xem nhé Mình sẽ bấm vào cái mục là đây bạn nhìn thấy giao dịch đây thì bạn bấm vào đây. Nếu như mà các bạn chưa bấm vào đây để mà tìm cái đồng FMC thì bạn nhìn thấy mũi T lên này. À, các bạn chuyển sang là USDT nhé. Thật ra những cái kèo mà LZOP ấy là tất cả những kèo sàn ở đây là một cái kèo sàn mà ngon nhất từ trước tới nay nhé. Tức là cái sàn mà FMCP của Mỹ này là nó không khóa đồng token mà cho mình đâu. Tức là khi mình mở khóa được bao nhiêu là mình cứ thế mình bán nhé. Mình kiếm bao nhiêu là mình bán ấy. Và mình bán là mình rút về theo là cái đồng USDT này và nó không khóa. Còn những cái kèo sàn khác đôi khi sẽ là khóa nhé Rồi như vậy thì các bạn nhìn thấy ở cái ô này thì các bạn click sang là GDT và bên dưới là cái đồng là C Pay này Thì các bạn bấm vào đây một cái này ở à Bên này là cái lệnh mua này, còn bên này là bên bán Chẳng hạn như mình click đây mình bán là Max là mình nhận về là 34 đô nhé Nhưng mà mình để lại đây là Tức là mình chỉ bán lấy 10, 11 đô đi 11 đô mình sẽ rút về 34 mình bán lấy 14 đô đi Thôi 10, 10, 12 đô đi 12 đô đi mình rút 12 đôi về cái sàn Zutalo uh, mình làm demo cho bạn xem nhá uh, mình sẽ click để mình bán này đây mình đang treo nhé chờ một lúc nữa là nó khớp lệnh là mình bán nhá bây giờ mình đang xuất ra ngoài mình đang nhập lại cho nó đầy 5 phút mình uh, cửa lem tiếp cho bạn xem nhá cái sàn mà phân mách này thì bạn lưu ý cho mình là uh, sàn này đôi khi mà các bạn là uh, tức là các bạn mà đang uh, đăng nhập à đăng ký đấy thì uh, cũng có thể là đôi lúc ấy và nhiều người mà chiếc tài khoản là một hai là có thể là dùng cái mạng là 4 g thì cái mạng bốn g mà đôi khi mà đông người mà đăng ký cùng một cái khung giờ cũng có thể nó nó nghĩ là mình chiếc tài khoản sẽ là khóa nhá và cái sàn này thì nó khóa là là mình không có cách nào mình mở đâu và mình thấy nó rất bảo mật thì cũng có thể là sau này cái đồng quay nó cũng khá phát triển nhá nhưng mà trong cái thời gian mình làm elotop này thì đề phòng cái chuyện mà nó cho mình là tài khoản mà chết ấy, nó sẽ xóa thì các bạn là chỉ có chơi miễn phí thôi à, tức là các bạn không nên là nạp tiền mình chơi uh, đinh ở đây nhá. Rồi bây giờ mình sẽ làm mở cái uh, cái sàn fmc lên để mình xem nó đủ 5 phút chưa nhá. Rồi như vậy thì các bạn nhìn thấy là mình uh, thoát ra 5 phút sau mình vào lại này, uh, thì mình lại nhận nhá. Tức là các bạn sẽ là thoát ra hẳn màn hình ấy và bạn bấm giờ khoảng độ 5 phút đấy thì mình vào mình lại uh, đảo những cái thanh icon bên dưới này, tức là mình sẽ là cửa nem về nhá. Đó thì cứ mỗi một lần mà các bạn chấm tay một cái thanh logo bên dưới này thì nó sẽ nổi lên cái hộp quà và 5 phút thì tương đương với là các bạn sẽ là đảo 5 cái vị trí bên dưới này thì mình sẽ là nhận 5 cái gói quà nhé và một ngày thì các bạn nhận mắc mà nó cho mình là 1.000 đến đồng này nhá Bây giờ mình quay lại chỗ mà mình cài lệnh cho mình đã bán chưa nhá Rồi các bạn bấm vào phần ví bên dưới này và nó đang ở cái ví tổng quan nhé thì các bạn click sang bên là ví giao ngay này nó sẽ hiện lên đây nhé. như vậy cái lệnh mình treo nào chưa khớp à, các bạn bấm lại phần là giao dịch ở đây mình sẽ là hủy đi nhé mình bán lại nhé ở đây mình do mình đặt nó hơi cao là chưa khớp và bây giờ mình sẽ là mình đang đặt là 266 mà của nó là 261 là chưa khớp mình để cái giá mà thị trường nhé cái lệnh market này nhé và mình sẽ bán cái số lượng là nếu như mà các bạn bán hết thì bạn bấm ở phần là 100 phần trăm đây như của mình thì bán hết mình nhận là 2 à 34 đô nhưng mà mình chỉ muốn lấy về là 20 đô thôi còn mình giữ lại là một số mình kia mình không bán mình ghi là 20 đô ở đây nhé, thì mình bán cái số này là cái đồng là FMC này, F1C này. À, mình click vào bán. Rồi như vậy mình đã bán thành công, bây giờ mình vào lại cái ví này, à đây các bạn nhìn thấy là để cái lệnh mà market là cái lệnh thị trường ấy, là nó khớp ngay. Và bây giờ mình sẽ là rút cái số là GDT này về cho bạn xem là rút nó tốc độ nó có nhanh không nhé. Thì mình sẽ là đăng nhập vào cái sàn là Zutano này và mình sẽ là click ở phần là nạp ở đây. Tiếp theo mình sẽ chọn cái mạng lưới là tsc 20 là cái mạng tròn và cái min mà nạp tối thiểu ghi có là 1 UDT. Ở đây mình sao chép mã ví. Quay về đây mình sẽ bấm vào nạp à rút nhé. Các bạn bấm vào rút ở đây. Như vậy để rút được thì bạn cần phải có 10 cái đồng là PN làm phí gas để bạn rút nhận đây. Cái đồng mà PN thì bạn nhìn thấy là đây của mình nó lại à, nó lại cho mình cờ nem nhé. Đó mình lại cờ nem tiếp này. Xin lỗi bạn một chút là khi mà mình thực hiện rút tiền mà hướng dẫn cho bạn thì lại có một cái cuộc gọi điện thoại đấy thì mình nghe xong rồi quay lại mình lại làm tiếp mình quên mất là khi mình nghe điện thoại là cái trình mà quay lại video của mình nó bị tắt nhá Bây giờ mình hướng dẫn lại ở đây các bạn nhìn thấy mình vừa rút là 20.2 đô này thì ở trên cái sàn là này báo thành công rồi và mình có nhận cái chuông báo về sàn là Zutalo nhá đây mình mở lên mình cho bạn xem là cái sàn fmcp của Mỹ này rất uy tín nhá đây cái chuông là mình mở lên này thì các bạn nhìn thấy mình nhận được là 20.2 đô là một phút trước nhá như vậy thì cái nút ban lãi là mình đang làm mà hướng dẫn cho bạn rút tiền ấy, thì mình nghe điện thoại nên là lúc sau mình quên mất là bật lại cái quay video màn hình nên là nó không quay lại thì bây giờ mình hướng dẫn lại này các bạn sẽ là sao chép mã ví này các bạn chọn cái mạng là TLC20 nhá xong rồi các bạn copy mã ví này thì quay về cái sàn là FMC Pay này các bạn sẽ là thực hiện là rút nhá bằng cách là các bạn là các bạn bấm vào ví ở đây và các bạn sang cái bên là bên giao ngay này và các bạn kéo xuống các bạn tìm cái đồng là USDT nhé. đây mình à, tìm đây các bạn thấy là mình rút là còn không nhá các bạn sẽ là bấm vào rút ở đây nhé. tiếp theo là các bạn sẽ là dán mã ví vào đây à, các bạn chọn cái mạng lưới là TRC 20 và cái phần là ạc này các bạn sẽ là ghi số lượng chẳng hạn mình đang có à, mình ghi demo nhá vì mình hết rồi nhá mình đang có là không này chấm không này chấm không 09 nha Đó như vậy các bạn bấm vào đây các bạn rút này thì cái min mà rút tối thiểu là 10 đô nhá và cái phí đấy mỗi lần các bạn rút là 10 cái đồng là PN này nhá khi mà các bạn bấm vào đây các bạn rút thì nó sẽ là cần yêu cầu bạn gửi một cái code về mail xong rồi thì các bạn sẽ là vào cái ứng dụng là Google thi các bạn là xác minh cái mã code ở trên này, ứng dụng là Google thi và các bạn dán vào thì cái này rút rất là nhanh nhá sàn này rất là uy tín khi mình rút khoảng độ là một phút này là nó đã thanh toán thì các bạn thể là Nhìn thấy đây nhé các bạn nhìn thấy quyển uh, nhật ký ở đây các bạn bấm vào đây Thì uh, các bạn click sang bên là uh, bên rút nhé Rồi như vậy thì các bạn nhìn thấy là cái lệnh mình mới rút lên này Là mình rút là 20.2 đô ấy, thì ở trên sàn là uh, đã được ghi có nhé Và trước đây mình rút 82 đô này và 84 đô nhé Đây bạn nhìn thấy ở trên là uh, Diotano này Thì uh, cái chuông này, này là Là mình đã rút là 20.2 đô về nhé Tiếp theo thì uh, bây giờ mình uh, đang xuất ra ngoài là nó lại cho mình cửa nem tiếp nhé Đây các bạn nhìn thấy là nó lại hết là 5 phút thì mình lại bấm đây mình cần em này mình lại nhận nhá và các bạn lại đảo cái thanh logo bên dưới này cái icon này ví dụ mình sang cái phần này mình lại nhận này các bạn lại sang cái phần là uh, bên giao dịch này nhá thì nó lại hiện lên các bạn lại bấm đây bạn nhận nếu mà bị lỗi thì bạn tắt đi bạn lại sang cái thanh uh, cái thanh logo khác ấy thì nó lại hiện lên thì các bạn lại bấm vào nhận nhá đó lại hiện lên này mình lại bấm mình nhận nếu mà bị lỗi thì bạn lại bấm lại nhá đôi khi nó hay bị lỗi kiểu này lắm sao này trước đây cái nhận quà này đôi khi mình bấm vào nhận bị lỗi thì các bạn lại bấm những cái thanh logo bên dưới này cho nó hiện lên nhá và tiếp theo nữa thì ở sàn này các bạn sẽ lên cài cho mình cái cái bảo mật đây này bảo mật này thì các bạn sẽ là cài cái xác minh là mail là một và cái nhá nhé à, cái thi này các bạn cài sẽ là bảo mật cái tài khoản của bạn nó chống bị hack nhá và đây là một cái sàn khá là ngon đấy. thì mình đăng ký sau nghỉ các bạn cứ vào điểm danh sau khi mà cai c nó cho mình cờ nem điểm danh đây nhá và đây là một cái sàn mà mình thấy là nó uy tín nhất từ trước tới nay trong những cái dự án mà em đấy có nhiều sàn nó bắt các bạn là phải nạp tiền lên mới là mở khóa nhưng mà riêng sàn này đấy các bạn không cần nạp tiền nó cũng là cho mình là mở khóa bán đồng là FMC nhá và cái đồng FMC là cái đồng quay chính ở cái sàn này còn cái đồng là PN là cái đồng mà chuyên làm phí ga ở cái sàn này nhá tức là hai cái đồng này thì đồng trên là đồng quay ở sàn là FMC Pay và đồng dưới là cái đồng mà làm cái phí ga cho các bạn thực hiện là các bạn giao dịch rút tiền ở đây rồi như vậy bạn nào mà đã đăng ký sàn này rồi thì bạn cứ là đăng nhập sau 5 phút mình sẽ là cờ em cái đồng FC, Còn bạn nào mà chưa tham gia đăng ký sàn này thì mình sẽ để cái video hướng dẫn đăng ký và cái video mà hướng dẫn KC cho bạn tham gia. Còn bây giờ mình chuyển sang cái phần là quay thưởng cho bạn ở cái video trước. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn là Toàn Hoàng nhé. Chúc mừng bạn. Bạn hai bạn là anh Hoàng nhá, chúc mừng bạn. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã ví TRX để mình trả thưởng. Và mình cũng xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.